Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden ký dự luật ngân sách tạm thời ngăn chính phủ phải đóng cửa. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã ký một dự luật ngân sách tạm thời ngăn chính phủ phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này. Dự luật đã được Thượng viện do đảng Dân Chủ chiếm đa số thông qua hôm thứ Năm, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng ủng hộ cho dự luật. Trước đó, thì Quốc hội đối mặt với hai thời hạn chót là ngày 1 tháng 3 và ngày 8 tháng 3. Để có thêm thời gian hoàn tất và thông qua dự luật ngân sách cả năm, dự luật tạm thời này sẽ cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động tới ngày 18 và ngày 22 tháng 3. Với lãnh đạo quốc hội công bố họ đạt được thỏa thuận cho 6 dự luật ngân sách, đồng thời loan báo những dự luật ngân sách cả năm cho một số cơ quan chính phủ sẽ được thông qua trước ngày 8 tháng 3 và những dự luật ngân sách cả năm còn lại cho các cơ quan khác sẽ được hoàn tất và thông qua trước ngày 22 tháng 3. 6 dự luật mà các nhà lập pháp đã đạt được thỏa thuận dự định sẽ thông qua trước ngày 8 tháng 3 bao gồm ngân sách tài trợ cho các bộ nông nghiệp, thương mại, tư pháp, năng lượng, nước, nội vụ, giao thông, nhà ở và bộ cựu chiến binh. Sáu dự luật phân bổ ngân sách còn lại mà các nhà lập pháp dự định bỏ phiếu trước ngày 22 tháng 3, bao gồm ngân sách tài trợ cho các bộ quốc phòng, tài chính, nội an, y tế, lao động, các cơ quan lập pháp và các hoạt động của chính phủ cũng như là đối ngoại. Chủ tịch Hạ viện dân biểu Mike Johnson đang bị một nhóm dân biểu đảng Cộng hòa bảo thủ gây áp lực buộc phải giành chiến thắng trong trận chiến ngân sách với đảng Dân chủ. Các nguồn tin tiết lộ là ông Johnson thời nhận rằng ông bị buộc phải dựa vào đảng Dân chủ để thông qua dự luật ngân sách tạm thời vì sự chia rẽ trong nội bộ của đảng Cộng hòa. Hơn 100 kẻ bạo loạn Điện Capitol có thể được giảm án. Hơn 100 người ủng hộ ông Trump đã bị lãnh án vì tham gia vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 có thể được giảm án sau phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Liên bang hôm thứ Sáu. Tòa phúc thẩm tại Washington DC ra phán quyết rằng các bị cáo bị kết tội cản trở công việc của quốc hội lẽ ra không nên bị tuyên bản án dài hơn vì đã can thiệp vào việc quản lý công lý. Phán quyết liên quan đến bản án đối với Larry Brock, 57 tuổi, một sĩ quan không quân đã về hưu ở Texas, người mặc đồ chiến đấu và mang còng tay khi ông ta và những kẻ khác xông vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Ông Brock đã bị thẩm phán John Bates tuyên án 2 năm tù trong phiên xử tháng 3 năm ngoái với 6 tội danh. Trong phán quyết đưa ra hôm thứ Sáu, Tòa Phúc Thẩm Liên bang đã y án của tòa dưới. Thế nhưng, cả ba thẩm phán của tòa đã bác bỏ lập luận của Bộ Tư pháp rằng kế hoạch tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 để cản trở Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử là hành vi tương đương với một thủ tục tố tụng tư pháp. Nữ thẩm phán Patricia Millett do cựu tổng thống obama bổ nhiệm đại diện cho cả ba thẩm phán của tòa phúc thẩm viết rằng sự can thiệp của ông brock vào một giai đoạn của tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử tuy rõ ràng đã gây nguy hiểm cho các tiến trình dân chủ của nước mỹ và cản trở công việc của quốc hội nhưng đã không can thiệp vào việc quản lý công lý Luật sư của ông Brock ước tính bản án của ông ta có thể sẽ được giảm bớt 9 tháng sau phán quyết của tòa phúc thẩm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ chối bình luận về phán quyết của tòa, nhưng cho biết hơn 100 bản án khác có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tối cao pháp viện sẽ xem xét vấn đề này vào tháng tới. Ông Elon Musk kiện OpenAI vì từ bỏ mục tiêu phục vụ nhân loại để chạy theo lợi nhuận. Tỷ phú Elon Musk đã khởi kiện công ty OpenAI sở hữu công nghệ chat GPT và tổng giám đốc của OpenAI là ông Sam Altman, cáo buộc họ đã từ bỏ mục tiêu sáng lập là đem lại lợi ích cho nhân loại để theo đuổi lợi nhuận. Trong đơn kiện được đệ nạp lên tòa tối cao San Francisco hôm thứ Năm, ông Musk nói rằng khi mà cấp vốn cho đề án sáng tạo OpenAI, ông đã đạt được thỏa thuận với ông Altman và đồng chủ tịch của OpenAI là ông Greg Brockman để giữ cho công ty này là một tổ chức bất vụ lợi giúp phát triển kỹ nghệ vì lợi ích của nhân loại. Theo thỏa thuận sáng lập, thì OpenAI cũng sẽ công khai hệ thống mã thay vì ngăn chặn nó vì lợi ích của bất kỳ công ty tư nhân nào. OpenAI cũng sẽ chống lại Google, công ty mà ông Musk tin rằng đang phát triển AGI vì lợi nhuận. Thế nhưng OpenAI đã đốt bỏ những giao ước đó vào năm 2023 khi họ phát hành Jet gpt mà căn bản là một sản phẩm của Microsoft. Đơn kiện cáo buộc là OpenAI đã bị chuyển đổi thành một công ty trực thuộc nằm dưới quyền của Microsoft. Dưới sự kiểm soát của hội đồng quản trị mới, OpenAI không chỉ tân tiến hơn mà còn sửa đổi AGI để tối đa hóa lợi nhuận cho Microsoft thay cho lợi ích của nhân loại. AGI là trí tuệ nhân tạo tổng hợp gồm có các hệ thống AI có mục đích chung, có thể thực hiện tốt bằng hoặc là thậm chí tốt hơn con người trong nhiều công việc khác nhau. Đơn kiện của ông Musk cáo buộc là OpenAI đã vi phạm hợp đồng vi phạm nghĩa vụ ủy thác và các hoạt động kinh doanh không công bằng. Ông cũng muốn thực hiện lệnh cấm bất kỳ ai kể cả Microsoft được hưởng lợi từ kỹ nghệ của OpenAI. Một số chuyên gia pháp lý nhận định là cáo buộc bội ước của ông Musk một phần dựa trên email giữa ông và ông Altman có thể không có hiệu lực trước tòa. Tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo AI là con dao hai lưỡi hồi năm ngoái đã kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống mạnh hơn ChatGPT vì lo ngại là nó sẽ gây ra những rủi ro lớn cho nhân loại và xã hội. CVS và Walgreens bắt đầu bán thuốc phá thai. CVS và Walgreens, hai chuỗi nhà thuốc lớn nhất nước Mỹ, vừa loan báo họ sẽ bắt đầu bán thuốc phá thai Mifepristone tại một số tiểu bang ngay trong tháng 3 này. Walgreens theo dự kiến sẽ bắt đầu bán thuốc này ngay trong tuần tới, bắt đầu tại một số địa điểm được chọn ở các tiểu bang New York, Pennsylvania, Massachusetts. Illinois và California. Còn CVS sẽ bắt đầu bán thuốc tại Massachusetts và Rhode Island trong vài tuần tới và sẽ mở rộng sang các tiểu bang khác nơi luật của tiểu bang cho phép. Năm ngoái cả hai công ty này cho biết họ đã lên kế hoạch cung cấp thuốc phá thai Mifepristone sau khi cơ quan quản lý thực và dược phẩm Hoa Kỳ FDA lần đầu tiên cho phép các nhà thuốc bán lẻ được cung cấp thuốc này trên khắp nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi quyết định của CVS và Walgreens là một cột mốc quan trọng trong việc bảo đảm rằng phụ nữ có quyền tiếp cận thuốc Mifepristone nếu cần và khuyến khích các tiệm thuốc tây khác xin giấy chứng nhận để được quyền phân phối thuốc. Thông cáo của Tổng thống Biden nêu rõ, mức rủi ro không thể cao hơn đối với phụ nữ trên khắp nước Mỹ vì các cuộc tấn công liên tiếp của Đảng Cộng hòa nhắm vào quyền tự do sinh sản. Các nhóm chống phá thai của Texas đã khởi kiện chống lại thuốc phá thai Mifepristone Vụ kiện theo dự kiến sẽ được tối cao phát viện xét xử trong tháng này. Vụ cháy rừng ở Texas đã thiêu rụi hơn 1 triệu mẫu đất các đội cứu hỏa của Texas vẫn đang nỗ lực khống chế trận cháy rừng lớn nhất lịch sử tiểu bang này với những cơn gió giật liên tục đã thổi bùng ngọn lửa tàn phá cả một khu vực rộng lớn. Trận cháy rừng chết người được đặt tên là Smokehouse Creek Fire đã thiêu rụi đến nay hơn 1 triệu mẫu Anh, tức là gần 1.700 dặm vuông, một khu vực còn rộng lớn hơn cả Long Island của New York. Thông đốc tiểu bang ông Greg Abbott trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu cho biết dựa trên những đánh giá sơ bộ, ít nhất là khoảng từ 400 tới 500 tòa nhà đã bị thiêu rụi. Ông kêu gọi người dân không nên mất cảnh giác vì có nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn rất lớn có thể xảy ra trong hai ngày cuối tuần này. Theo dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia thì khu vực này sẽ không có mưa trong khi gió lớn với tốc độ lên tới 45 dặm một giờ. Ban quản lý tình trạng khẩn cấp Texas đã không cập nhật diện tích rừng bị đốt cháy cũng như là mức độ khống chế mà đội cứu hỏa đã đạt được vì họ không muốn khiến mọi người lầm tưởng và thất vọng. Họ cho biết là rất khó để đánh giá đầy đủ thiệt hại vì ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. Đám cháy bùng phát từ hôm thứ Hai ngày 26 tháng 2 đã nhanh chóng lan rộng về phía đông, vượt qua cả biên giới với Oklahoma, khiến ít nhất là hai người thiệt mạng, thiêu rụi hàng trăm căn nhà, biến cả một vùng đất chăn thả gia súc rộng lớn thành tro bụi. Một số đám cháy rừng nhỏ hơn vẫn đang bùng cháy ở những khu vực khác trên khắp Texas. Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, dự báo mưa và tuyết trên khắp Nam California trong cuối tuần này, một hệ thống bão đang di chuyển qua miền Nam California sẽ mang theo mưa và tuyết trong ngày thứ Bảy, kéo dài sang đến sáng Chủ nhật, cùng với gió lớn có khả năng gây thiệt hại. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, mưa nhỏ nhưng sẽ kéo dài. Các khu vực ven biển và thung lũng ở các quận hạt Los Angeles, Ventura, Orange, Riverside và San Bernardino có thể có lượng mưa từ 0,5 inch đến 1 inch, thậm chí có thể lên tới 3 inches ở vùng chân đồi và vùng núi lượng tuyết rơi sẽ thay đổi tùy theo độ cao với 6 đến 12 inches ở những vùng cao trên 6.500 feet, 3 đến 6 inches từ những vùng cao từ 5.500 đến 6.500 feet. Nhưng tác động lớn nhất của trận bão này sẽ là gió. Cơ quan thời tiết quốc gia khuyến cáo coi chừng gió lớn tại tất cả các vùng núi, thung lũng và sa mạc, khiến cây cối bị đổ, làm cúp điện và đường xá lái xe nguy hiểm. Cảnh báo gió lớn đã được đưa ra đối với các vùng Apple Valley và Lucerne, nơi gió tốc độ 35 đến 45 dặm một giờ, gió giật lên tới 80 dặm một giờ. Cơ quan thời tiết quốc gia cũng ban hành cảnh báo bão mùa đông đối với các vùng núi ở Riverside và San Bernardino County. Trong khi đó, ít nhất 9 khu trượt tuyết ở Lake Tahoe đã đóng cửa và du khách đến công viên quốc gia Yosemite được yêu cầu khẩn cấp rời đi hôm thứ Sáu khi cơn bão mạnh nhất trong mùa của California ập xuống Sierra Nevada, với tuyết rơi dày lên tới 10 feet ở một số khu vực, như các vùng núi xung quanh Lake Tahoe. Gió dự kiến sẽ vượt quá 115 dặm một giờ trên đỉnh núi Sierra và 70 dặm một giờ ở những vùng thấp hơn, Nhà tuần tra xa lộ California CHP đã áp đặt các hạn chế đi lại trên xa lộ I-80 giữa Reno và Sacramento, yêu cầu người lái xe phải gắn dây xích vào bánh xe. Một quy định mới buộc các thiếu niên muốn đến Torrance Mall phải có người lớn đi cùng. Một quy định mới vừa có hiệu lực từ ngày thứ Sáu 1 tháng 3 buộc tất cả những thiếu niên dưới 18 tuổi nếu muốn vào thương xá Torrance Mall sau 3 giờ chiều vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần phải có người lớn trên 21 tuổi đi cùng. Một người lớn có thể dẫn tối đa là 4 thiếu niên và phải luôn ở bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi để trông chừng. Khách hàng sẽ được nhân viên của thương xá yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có hình ảnh để chứng minh tuổi tác của họ. Những ai không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ bị từ chối không cho vào bên trong thương xá. Quy định mới được ban hành sau vụ ẩu đã lớn xảy ra tại Torrance Mall hồi tháng 12 năm ngoái, khi mà một khoảng 1.000 thanh thiếu niên đã ùa vào cướp bóc cũng như là phá hoại tài sản trong thương xá này. Ngoài thiệt hại về tài chính, sự việc cũng đã khiến nhiều người bị thương. Cảnh sát khi đó đã phải đóng cửa toàn bộ khu thương xá và phong tỏa một số con đường xung quanh. Nhiều nghi can sau đó đã bị bắt. Trước đó nữa, hồi tháng 8 năm ngoái, một nhóm thanh thiếu niên đã rượt theo, bao vây và tấn công một cậu bé trong thương xá Torrance Mall. Đoạn clip quay lại sự việc sau khi được đưa lên mạng đã khiến dư luận lo ngại.